Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Chúng ta có cục tích phân cho thế này. Đầu tiên chúng ta sử dụng phương pháp tích phân đổi biến. Mình sẽ đặt x ở đây, chính là cos 2u. Như vậy đạo hàm của hai bên chúng ta sẽ có dx bằng trừ 2 sin 2u du. Như vậy, chúng ta đổi cận. Tại vị trí x bằng 0, chúng ta có số 0. Chúng ta để số 0 vào đây, thì chúng ta sẽ có giá trị của u. Thì u trong trường hợp này sẽ bằng pi chia 4. Tại vì nếu chúng ta lấy cái pi chia 4 này, mình bỏ ngược lại, thì nó ra số 0. Tại vị trí x bằng 1, thì u bằng 0. Như vậy số 0 đổi thành pi chia 4. Số 1 đổi thành chữ u. Số 1 đổi thành số 0. Còn chữ x đổi thành cos 2u. Dx đổi thành trừ 2 sin 2u du. Như vậy, chúng ta có công thức 2 sin a cos a sẽ trở thành sin 2a. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có sin 4u. Tuy nhiên, chúng ta sẽ lấy cái dấu trừ này, mình đảo cái cận lại thì chúng ta sẽ có cận từ số 0 cho đến pi chia 4. Và từ đây mình đổi chữ u thành chữ x. Thì giá trị cục tích phân nó không ảnh hưởng. Và đây chính là đáp án. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.